Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và mình là Kiều Trinh. Và như ở dưới tiêu đề thì mọi người đã biết hôm nay là video gì rồi đúng không? Ngày hôm nay thì mình làm một video mà mình nhận được rất nhiều câu hỏi từ mọi người. Đó chính là skincare như thế nào khi sử dụng retinoid. Bây giờ thì mình không nói nhiều nữa đâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video thôi nha. Và đây là tất cả những sản phẩm mà mình sẽ nói đến ngày hôm nay, là những sản phẩm mà mình đã sử dụng trong quá trình mà mình sử dụng retinoid. Thì đầu tiên mình sẽ nói luôn về cái retinoid đi, tại vì đây chính là cái bước chính và bước quan trọng nhất. Nếu mà các bạn đã xem video này của mình thì cũng đã biết là mình sử dụng retinoid của T-Skin. Đợt đấy thì mình sử dụng 0,5% và da mình đã có một cái bước tiến đáng kể khi mà sử dụng em đấy trong vòng khoảng tầm 2 tháng. Thì đợt đấy mình có làm video ấy và mình rất bất ngờ về cái hiệu ứng video, tại vì bình thường mình làm video về skincare sẽ không có hiệu ứng cao như vậy. Tuy nhiên thì mình thấy là kiểu được mọi người hưởng ứng rất là nhiều. Và bất ngờ hơn đó chính là kiểu nhiều người quen của mình có nhắn tin cho mình là đã mua sản phẩm retinoid giống như mình review ấy, xong rồi cũng mua cái code của mình và cũng được giảm giá. Thì được đấy, sau khi mà làm cái video review cho mọi người xong khoảng tầm mấy tuần ấy, thì là mình sử dụng tầm 2 tháng và mình vẫn còn cái 0,5% đấy, nên là mình nghĩ là cái đấy sử dụng được rất là lâu. Và mình cho bạn mình đi rồi, tại vì mình muốn up lên là 1% của T-Skin xem nó như thế nào. Và mình cũng dùng cái code giảm giá, mà đợt này thì T-Skin cũng cho mình một cái code để có thể giảm 10% cho mọi người khi mua sản phẩm qua Shopee. Không nhầm là giá khoảng 900 hay sao ấy, thì mình sẽ được giảm tầm 90.000. Thế thì khá là hời. Và về thiết kế thì mọi người có thể thấy là nó không khác biệt gì nhiều so với cái chai 0,5%, và mình cũng mua là 30ml luôn nha mọi người. Và ở video trước mình cũng đã nói về cách mình bôi cái retinoid này của T-Skin rồi, nhưng mà bây giờ thì mình vẫn sẽ nhắc lại một lần nữa cho mọi người nhớ. Đó chính là chúng ta sẽ có hai phương pháp để bôi retinoid. Đầu tiên là phương pháp bôi trần, với cả thứ hai là phương pháp bôi cùng với những sản phẩm skincare khác. Thì mình sử dụng phương pháp bôi trần so với cái 0,5%, nhưng mà với cái 1% này thì mình kết hợp cả hai ấy. Ngày nào mà mình không cần phải, hôm sau không cần phải quay video các thứ ấy, thì mình sẽ bôi trần. Còn nếu mà mình cần phải đi lại nhiều này, nói chung là phải make up nhiều ấy, và cần phải quay cận video này hoặc là đi chơi với mọi người bên ngoài ấy, thì mình sẽ sử dụng là phương pháp mix với các sản phẩm skincare khác. Thì phương pháp bôi trần thì sẽ có hai kiểu, đó chính là mọi người rửa mặt xong và bôi retinoid luôn, hoặc kiểu thứ hai đó chính là mọi người rửa mặt xong kiểu apply lên một lớp toner ấy, xong rồi mọi người sẽ sử dụng retinoid và đi ngủ luôn. Thì mình sử dụng cái phương pháp là cái cách thứ hai. Phương pháp thứ hai thì người ta còn gọi là phương pháp bôi đệm. Thì mọi người cứ dưỡng da tất cả những cái bước như là mọi người thường xuyên dưỡng, như là serum kem dưỡng đi, và bôi retinoid bước cuối cùng. Hoặc là có cách nữa đó chính là mọi người sẽ mix retinoid với cả kem dưỡng nữa, thì cái bước đấy nó sẽ giảm cái kích ứng trên da của mình ấy, và nhưng mà sẽ đổi lại là cái hiệu quả của retinoid nó sẽ giảm bớt đi, và nó cũng sẽ tránh là khô da cho mọi người. Nên là nếu mà bạn nào mà thường xuyên phải make up với cả quay cận soát son như mình ấy, thì mình nghĩ là cũng có thể sử dụng cái bước bôi đệm như thế này. Tuy nhiên là mọi người phải đánh đổi là cái hiệu quả của nó sẽ không cao bằng là mọi người khi mà mọi người bôi trần nha. Thì để nói về kết quả khi mà mình sử dụng cái 1% này ấy, thì mình thấy rõ là nó mạnh hơn cái 0,5% kia luôn. Cái 0,5% kia thì mình phải bôi đến khoảng lần thứ 4, thứ 5 gì đấy thì mình mới bắt đầu khô, và khô từ từ ấy. Còn riêng cái bạn 1% này nhá, mình bôi chỉ khoảng đến lần nhất, lần thứ hai là da mình đã kiểu bong toàn mặt rồi ý, và mình đã phải kiểu cách ngày nhiều hơn. Bình thường đợt bôi cái 0,5% thì mình cách một ngày một lần, còn cái này thì đợt này mình bận nhiều hơn, mình đi học, mình quay video nhiều hơn rồi, thế là mình bôi kiểu cách 2 ngày ra, nhưng mà nó vẫn kiểu khá là khô, nó khô rất là nhiều và nó rất là nhanh rát hơn là cái 0,5% kia, tại vì nó là 1% nên là nó mạnh hơn rất là nhiều, mạnh gấp đôi luôn ý. Nhưng mà cái tác dụng nó mang lại thì đúng là cực kỳ là mãn nguyện mình, nó căng bóng da hơn, với cả nó sẽ làm thu nhỏ lỗ chân lông của mình lại, nó sẽ cho da của mình cảm giác mềm mịn. Nói chung là để đánh đổi được cái đấy thì mọi người phải trải qua giai đoạn là bong da này, rát da, skincare cái gì lên gương mặt của mình sẽ cũng cảm thấy là nó bị rát rát và nóng nóng ấy. Thì từ đợt mà sử dụng retinoid này thì da của mình gần như là mụn ẩn, gần như là không lên nữa, nói chung là rất rất ít, gần như là không có. Còn những cái mụn mà kiểu như là mụn bọc hoặc là mụn viêm nhỏ nhỏ ấy thì lâu lắm nó mới lên một lần, hoặc được đến tháng thì nó mới lên một số cái thôi, nó không bị nhiều đâu, nói chung là không đáng kể trên gương mặt mình. Về công nghệ của T-Skin thì ở video trước mình cũng đã nói khá là kỹ rồi. Và một điểm mình rất rất thích retinoid của T-Skin nữa đó chính là khi mà chúng ta bôi xong chúng ta không cần phải tắt đèn và đi ngủ luôn. Đấy là một điểm những đứa mà
cú đêm như mình thì siêu thích. Và mình nghĩ là cái này cũng rất là quan trọng đến mọi người, tại vì thường mọi người sẽ không skincare xong mà đi ngủ luôn, tại vì mọi người sẽ phải lướt điện thoại này, xem YouTube, xem TikTok này, hoặc là làm việc các thứ ấy. Thì mình nghĩ đây là một điểm mà rất là đáng khen ngợi và một điểm chốt hạ để mình nghĩ là mọi người có thể sử dụng thử sản phẩm này của Teen Skin. Chưa bao giờ có một cái sản phẩm skincare nào khiến mình làm video tâm đắc như sản phẩm này. Mình phải làm đến tận 2 video để có thể giới thiệu cho mọi người và bạn bè xung quanh của mình. Mình cũng giới thiệu tất là sử dụng cái retinoid này của Teen Skin luôn. Nói chung thì mình thấy tất cả các loại da đều có thể sử dụng sản phẩm này của Teen Skin. Da dầu như mình sử dụng rất ok. Da khô thì mọi người cố gắng là dưỡng ẩm nhiều hơn cả da dầu như mình nữa là ok thôi. Nói chung là sẽ trải qua cái giai đoạn là da khô, da nào thì cũng sẽ trải qua cái giai đoạn là chúng ta sẽ bị chóc vảy da ấy. Những cái da mà bị tổn thương nặng nề này thì mình người cần đi da liễu để bác sĩ khám da xem như thế nào. Thì đó là những gì mà mình siêu thích của em này. Tác dụng của nó thì khỏi cần phải nói đến, đó chính là làm mịn da này, căng bóng da của chúng mình, thu nhỏ lỗ chân lông và chống lão hóa cực kỳ tốt. Kiểu cái nếp nhăn trên này của mình đã kiểu mờ đi rất là rõ này, da mình căng bóng hơn rất nhiều, đỡ mụn hơn hẳn luôn, được kiểu thông thoáng lỗ chân lông với cả thu nhỏ lỗ chân lông bớt lại. Bây giờ thì mình sẽ nói đến những cái sản phẩm dưỡng da khi mà mình sử dụng retinoid nha. Đầu tiên thì tẩy trang thì mọi người cứ sử dụng những cái sản phẩm tẩy trang như thường ngày mà mọi người sử dụng thôi, không cần phải thay đổi gì cả đâu. Tẩy trang làm sao cho hết được cái lớp makeup của mọi người là ok. Và đến bước sữa rửa mặt thì mình có sữa rửa mặt này của nhà By Wistan. Thì với sữa rửa mặt thì mọi người cũng không cần quá đắn đo. Mọi người chỉ cần lưu ý cho mình là chọn sữa rửa mặt có độ pH thấp để không làm da của mình bị khô. Cái sữa rửa mặt nào mà sau khi rửa xong thì nó làm cho da mình ẩm mịn với cả nó không hề bị kiểu nhờn rít là được ấy. Thì mình thấy cái chai này của nhà By Wistan thì trời ơi, siêu thích và rất là mê luôn. Nhất là nó là dạng gel nữa nè, rất là nhẹ dịu cho da mình. Không nên sử dụng những sữa rửa mặt có hạt nha mọi người. Tại vì là trong cái lúc mình sử dụng retinoid ấy, thì da của mình sẽ bị khá là rát ấy. Thì khi mà mọi người sử dụng những cái sữa rửa mặt có hạt ấy, ôi, thì nó sẽ làm cho da mình khá là đau ấy. Và mọi người cũng không nên sử dụng kèm với máy rửa mặt, tại vì thực sự trong lúc mà da mình đang rát sử dụng máy rửa mặt thì rất đau. Nên là mọi người hãy rửa mặt nhẹ nhàng bằng tay. Cái này thì mình thấy tạo bọt cũng khá là tốt rồi ấy. Thì mọi người cứ massage nhẹ nhàng trên mặt khoảng tầm 1 phút là ok với cái sản phẩm sữa rửa mặt này. Tiếp theo đó thì mình có sử dụng toner. Thực ra cái toner thì mình cũng không quá khắt khe để lựa chọn đâu. Mình cứ lựa chọn cái toner nào mà nó có ẩm nhẹ nhàng cho da của mình là được và cũng có làm sạch nữa. Thì mình sẽ sử dụng cái bông nhá mọi người, thì mình sẽ sử dụng cái bông và lau khắp mặt luôn. Thì đợt này mình có mua ở cái video haul, mình có giới thiệu là mình có mua cái này của nhà Skin 004 ấy. Thì cái này là dòng HA với cả nó cấp ẩm khá là tốt so với cái dòng trước của nó là dòng màu trắng. Đây là cái dòng blue này thì mình thấy nó cấp ẩm tốt hơn, nên là mình thấy là cái chai toner này cũng rất ok để mọi người cho vào cái chu trình dưỡng da của mình. Theo thì là serum khi mà mình sử dụng cùng với retinoid. Serum và kem dưỡng thì mình sẽ sử dụng vào những ngày mà mình không sử dụng retinoid. Ví dụ như là tối nay mình sử dụng retinoid thì sáng với cả tối ngày hôm sau mình sẽ sử dụng serum và kem dưỡng. Sáng hôm sau nữa mình cũng sử dụng, tối hôm sau nữa thì mình lại sử dụng retinoid. Nói chung là mình sẽ cách ngày như thế. Thì chúng ta rất cần một cái serum hoặc là kem dưỡng cấp ẩm tốt, tại vì lúc này da mình bị khô mà. Nên là nếu mà muốn được make up khi mà sử dụng retinoid thì chúng ta cần phải chú trọng ở cái bước này. Mặc dù là những cái thời gian đầu ấy, bôi lên da rất là rát, rất là nóng, nhất là ở hai bước serum với kem dưỡng, nhưng mà cái này thì mình phải cố gắng thôi. Nói chung là cũng chỉ mất khoảng tầm 1 tuần 2 tuần thôi, nó không quá là lâu để mọi người kiểu chịu đựng cảm giác đau rát đấy. Sau khi mà trải qua cảm giác đau rát đấy thì mọi người sẽ thấy là một bầu trời ánh sáng khi mà da của mình bóng loáng luôn ý. Thì sản phẩm serum mà mình muốn giới thiệu để cho mọi người đến từ nhà Skinavit. Cái này thì mình được giới thiệu từ bác sĩ Hiếu, tại vì đây là một cái dòng serum HA B5 thì cấp ẩm siêu tốt. HA thì là một cái thành phần mà dưỡng ẩm mà mọi người không còn gì để bàn cãi nữa rồi. Thì khi mà mình sử dụng cái này thì mình thấy là cấp ẩm của nó là đỉnh, một trong những serum cấp ẩm đỉnh nhất mà mình từng sử dụng luôn. Bạn này thì mình thấy cái texture của nó là dạng hơi kiểu gel. Mình sẽ lấy ra tay cho mọi người xem nha. Đấy. Đấy, gel hơi đặc so với cái Night Wishes mà mình cũng đã khen. Thì mình thấy là cái bạn này nó chất nó sẽ dày hơn cái Night Wishes đấy một xíu. Và khi mà mọi người tán lên da mặt ý,
thì có thể là nó sẽ tạo những cái kiểu hơi kiểu bọt bọt trắng trắng ấy. Mọi người chỉ cần tán đều ra là nó sẽ ok rồi. Và mình thấy là mặc dù là cái texture của bạn này khá là đặc, nhưng mà khi mà thấm vào, kiểu đợi nó thấm vào da cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. Chắc chỉ khoảng tầm 1 phút là mình đã thấy nó thấm vào da và nó cấp ẩm mình siêu siêu tốt luôn ý. Thì khi mà mình sử dụng retinol mà tìm được một cái chai serum cấp ẩm tốt như vậy thì mình kiểu rất là tâm đắc và rất muốn giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm serum này. Bạn này là một cái serum được giới thiệu là thuần HA, với công thức HA đa tỷ trọng giúp sản phẩm nó sẽ được thẩm thấu vào nhiều tầng lớp trong da của mình ý. Và nó sẽ mang lại khả năng hút ẩm với cả giữ nốt tối ưu cho da của mình. Nó sẽ không gây nhờn rít với cả bị tắc lỗ chân lông của mình. Thì bạn này còn có thành phần là B5, nó sẽ giúp cấp ẩm với cả phục hồi làn da của chúng mình nữa, làm giúp dịu làn da của mình hơn ấy. Nên là bạn nào mà có làn da dễ bị kích ứng ấy thì mình thấy là sử dụng sản phẩm này cũng rất ok. Thì cách mà sử dụng cái sản phẩm HA B5 này, đó chính là mình sẽ sử dụng trên nền da nó hơi ẩm một chút và cái tay của mình cũng hơi ẩm ấy, thì mình khuyên là sử dụng sau bước rửa mặt, mọi người sử dụng một cái toner cấp ẩm như là ban nãy mình nói, là cái toner này của Skin 104 này, thì mọi người sẽ thoa lên trên mặt luôn và ngay lúc đó mọi người sẽ lấy cái serum này ra đổ vào tay, với cả mọi người sẽ tát tát nhá như này ấy, xong rồi vỗ lên trên mặt là mình thấy khá là ok. Sau khi mà bôi toner xong ấy thì tay với cả da mình sẽ khá là ẩm, thì bạn này sẽ thẩm thấu vào da một cách tốt hơn và hiệu quả hơn. Nói chung thì cảm giác khi mà sử dụng bạn này thì mình thấy là siêu nhẹ dịu, và mình nghĩ tất cả những loại da đều có thể sử dụng được, da khô, da dầu hoặc là da bị nhạy cảm này, kích ứng này, thì mình thấy vẫn yên tâm có thể sử dụng sản phẩm này ok nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến bước kem dưỡng ẩm. Thì ở đây mình có hai loại kem dưỡng ẩm luôn, là một là kem dưỡng ẩm cho buổi tối và thứ hai là kem dưỡng ẩm cho ban ngày. Thì mình sẽ nói về kem dưỡng ẩm cho buổi tối trước. Thì mình có sử dụng bạn này của nhà La Roche-Posay là bạn gel B5. Cái này thì đã siêu siêu hot rồi ý. Thì mình có được chị founder của T-Skin giới thiệu là sử dụng cái sản phẩm này cùng với khi mà mọi người sử dụng retinol ý, thì nó sẽ mang lại hiệu quả rất là tốt cho da của mình. Và bạn này cấp ẩm mình thấy siêu siêu tốt. Da của bạn nào mà cũng bị kiểu kích ứng các thứ ấy thì mình thấy sử dụng sản phẩm này rất ok. Và mình cũng nghe chị Linh nói là khi mà trước khi bước makeup mọi người sử dụng sản phẩm mà B5 ấy thì nó sẽ cho mình cái một lớp makeup kiểu mịn hơn ấy. Tuy nhiên thì mình thấy bạn này nó cấp ẩm rất rất nhiều và cái lớp texture nó cũng khá là dày ấy, nên là đợi nó khô lại cũng rất lâu. Nên là mình không sử dụng bạn này cho ban ngày và mình sẽ sử dụng một cái loại kem dưỡng khác. Mình ưu tiên sử dụng cái sản phẩm này vào ban đêm hơn. Texture bạn này thì mình thấy cũng khá là dày ý, nên là nên sử dụng cái thời tiết mặt lạnh hoặc là mọi người ở trong điều hòa. Bạn này thì mình nghĩ là không phải là da nào cũng có thể phù hợp được, tại vì là cái texture nó dày nó dễ sẽ làm cho mình bị tắc lỗ chân lông. Mọi người hãy cố gắng cân đong đo đếm với cả lựa, phải cả xem nhiều review về bạn này. Cá nhân mình thì mình thấy sử dụng bạn này rất là hợp và cực kỳ hợp với một cái routine sử dụng retinol luôn. Và kem dưỡng mình sử dụng buổi sáng là một cái kem dưỡng quá quen thuộc rồi, không còn gì để nói rồi. Bạn này thì là vitamin G Water Gel của nhà I Am From. Thì thành phần của bạn này vô cùng lành tính. Ngoài ra thì còn có 3 không, đó chính là không cồn, không hương liệu với cả không silicone. Nên là khi mà sử dụng bạn này thì mang lại mình cảm giác rất rất là an toàn. Cái texture của nó thì là dạng gel xong rồi tan ra như nước ý, nên là sử dụng ở buổi sáng thì rất rất là nhanh khô luôn. Nó cấp ẩm vừa đủ cho da của mình và nhanh thấm, nên là chúng ta sẽ không mất thời gian mà đợi sản phẩm thấm vào để sử dụng các bước skincare tiếp theo. Và sản phẩm cuối cùng mà mình đã sử dụng từ đầu, từ cái lúc bắt đầu mình sử dụng retinol đến bây giờ, đó chính là kem chống nắng của nhà La Roche-Posay. Thì cái loại dòng này ý, thì không phải là dòng dành cho da dầu nha mọi người. Mình mua dòng dành cho da khô, tại vì cái lúc mà mình sử dụng retinol da của mình khô và bong chóc rất nhiều. Nếu mà mình sử dụng loại cho da dầu thì da của mình nó sẽ bị kiểu lộ những cái vảy bong chóc đấy. Nên là mình lựa chọn những cái dòng này để nó có thể là giảm bớt cái sự bong chóc của mình và nó vẫn cấp ẩm nhẹ cho da của mình. Bạn này thì có cái texture dạng sữa đặc và khi mà tán lên da của mình nó không làm nâng tông da này. Và mình có xem cái video kem chống nắng của chị Mai Vân Trang và mình thấy là chị test cái sản phẩm này có độ chống nắng rất là tốt. Mà hiện tại thì chống nắng Hàn đang gây tranh cãi rất là nhiều, nên là mình cũng kiểu muốn recommend mọi người cái kem chống nắng này của La Roche-Posay, tại vì đây là hiện tại là cái kem chống nắng mà mình rất rất thích và mình cảm thấy nó rất rất phù hợp khi mà sử dụng cùng với retinol. Dạng này thì là cái sản phẩm mà đau nhất, rát nhất khi mà mọi người đang kết hợp cùng với retinol luôn, tại vì kiểu trời ơi, nói chung là mình không biết là sao mỗi lần mà sử dụng cái sản phẩm này lên thì nó sẽ có một cảm giác cực mạnh, cực rát. Độ chống nắng của em này thì khỏi bàn rồi nha. Mọi người có thể qua kênh của chị Mai Vân Trang, chị có test cái kem chống nắng này với cái cam UV hay là
cái gì đấy mình quên mất rồi. Và mình thấy là mình sử dụng cái bạn này từ đợt đấy phải 2-3 tháng rồi ấy, nhưng mà nó vẫn còn rất nhiều mà ngày nào mình cũng sử dụng luôn. À tuy nhiên cái bạn này mình phải nói là khi mà sử dụng xong thì da của mình rất là bóng, thì mọi người nên kết hợp với cái phấn phủ để cho nó đỡ bóng lại này, hoặc là sau khi đó thì mọi người make up. Vì mình hay make up để mình quay video ấy, nên là mình rất là thích sử dụng cái này. Còn bạn nào mà không make up thì mình khuyên là mọi người nên có cái phấn phủ để dặm lên da mặt của mình, để nhìn da của mình đỡ bị bóng dầu hơn ý, thì nhìn cái lớp nền của mình sẽ lì hơn và sẽ đỡ hơn. Yes, vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu cho mọi người toàn bộ chu trình khi mà mình kết hợp cùng với retinoid. Và cái chu trình này đã giúp cho da của mình rất rất nhiều. Trộm vía, da của mình cải thiện rất nhiều. Chưa bao giờ mình được khen da đẹp nhiều như quãng thời gian hiện tại, nên là mình cảm thấy rất rất vui, gặp ai cũng được khen ý mọi người. Nên là mình cũng mong là các bạn subscriber của mình cũng có thể là cải thiện được làn da giống như mình. Thông tin của tất cả những sản phẩm ngày hôm nay mình review thì mình sẽ để dưới mô tả cho mọi người tham khảo nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.